Xin chào mọi người, welcome back với video tiếp theo của series sinh tồn chế độ hạt co. Đầu tiên mình xin chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và tràn đầy may mắn. Ở tập 1, những ai đã xem thì biết mình đã hốt được một đôi đi lô phô sau rút, nhưng mà mình lười quá lên cũng không cho tụi nó phối giống. Đến với tập 2 này chúng ta sẽ cùng bật chế độ đại khai sát giới. Con nào giết được thì giết hết, giết không tì vết. Nếu Raptor trong chế độ này là nỗi sợ hãi của các bạn, thì đối với mình, nó không khác gì một cục kinh nghiệm béo bở và cũng đem lại chút đồ phèn. Nhưng điều đầu tiên thì vẫn cần phải up lên level để có thể học Bola với cung đã. Giọng mới các bạn nghe cảm nhận thử xem thế nào nhé. Má nó, con cá sấu cắn ảo vải chưởng, đứng trên tảng đá mà vẫn cắn được. Dạo này mục tiêu lên có vẻ hơi chậm rồi, mà cũng không sao, miễn là vẫn có người tương tác với mình là vui rồi. Sau đây sẽ cho các bạn chiêm ngưỡng pha tem quốc đỉnh cờ mờ nó cao luôn. Nhấp nhả, nhấp nhả, nhấp rồi lại nhả. Vui giời ơi, tuổi gì ăn được mình. Con đi lô cắn chết mình không nhận được kinh nghiệm cay thật. Kiểu này phải đi săn một mình rồi. Lên level 7 rồi nè các bạn. Giờ thì có thể săn chết con đĩ mẻ Raptor rồi. Chỉ yêu mình cộng tốc chạy với thể lực cũng vì cái này đây. Đến lúc bón hành cho bọn trẻ trâu này rồi. Cho chúng biết ai mới là bá chủ ở đây hi. Trước hết thì cứ phải để mấy con đi lô ở nhà, không nó lại vét mất thì bỏ mợ. Raptor hả mày, cái này ghim cho mấy cái tên vào đầu nhìn tội vãi. Cơ mà giết nó được nhiều kinh nghiệm phết chứ đùa. Tầm này thì thấy con gì giết con đó. Trừ mấy con khủng bố ra và cực kỳ mong nhìn thấy Raptor để hút kinh nghiệm. Còn mấy con phèn phèn này ít kinh nghiệm quá. Mà mình phải nhìn thấy Raptor trước mà chủ động, chứ mà để nó chủ động trước là toang. Cho ai chưa biết thì lúc giết Raptor nhớ kiểm tra túi đồ của nó, bởi trong người con này lâu lâu lại nhặt được cái rìu hay cái cuốc sắt đấy. Hút xác nó để lấy thịt với da. Thịt các bạn cứ hút thật nhiều vào để nó thối ra, còn làm tên tẩm gây mê đem đi bắt thú. Má, cái con Raptor nó lao như tên bắn không kịp xử lý luôn. May là nó không kịp đè mình ra, với tốc chạy của mình cao không là thành miếng thịt cho nó rồi. Quẳng cho cái Bola vào mõm con trẻ trâu này rồi rút cung ra cứ đầu nó mà bắn. Raptor bị bắn vào đầu nhân thêm đam nhé mọi người, mà nhân thêm bao nhiêu thì mình cũng chịu. Tiếp tục với việc đồ sát thôi. Ở tập trước nhờ đặc quyền của VIP thì mình nhận được một cái yên của con T-Rex. Vậy nên khi đạt level 10 mình sẽ đi nhặt nó để đủ level làm tên gây mê. Sau đó làm nhiệm vụ săn đi lô để lấy cung và cá piranha để lấy X10 rồi đi bắt T-Rex luôn. Nếu mà bắt được nó thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Cứ ra đảo ảnh thịt mà farm level thôi, hên hên gặp con Alpha thì lên cả đống level. Nhưng mà con Rex cũng phải ngon ngon một tí, chứ phèn quá thì bỏ mợ. Mình sẽ cố gắng quay hết quá trình phát triển của thằng nhân vật này, từng level một để ai có muốn trải nghiệm thì tham khảo nhé. Giết mấy con ong này lấy chi tim làm cái hộp tạo bình máu. Cơ mà lúc ăn thì nó tăng máu, lúc ăn thì nó giảm máu. Kiểu hên xui đấy. Công nhận cày lên level 10 mà nó mệt, giết cũng cả đống thú rồi chứ có ít đâu. Thấy khổ thân tụi nó quá nhưng mà vẫn phải giết. Nếu các bạn muốn xem con nào giết được nhiều kinh nghiệm thì có thể vào trong Dodo Deck nhé. Giết mấy con tri ke này hình như nhiều hơn Raptor thì phải. Cũng sắp lên level 9 rồi, cố lên nào tôi ơi. Cái đàn sứa này chả khác nào kinh nghiệm phờ ri cả. Chỉ cần đứng bắn là được rồi mà hỡi lâu chút. Và cũng phải cẩn thận, không có con trẻ trâu nào đó căng bẩn là coi như toang. Giết mấy đàn sứa này là mình cũng đủ lên level 9 rồi nè. Chỉ cần một level nữa thôi là được đi nhặt nót rồi. Hốt xác mấy con sứa lấy bô xít để khi nào bắt thú còn dùng. Không lên lãng phí vất đi hi. Lại thêm một đàn sứa nữa, giết hết con này đến con khác. Mọi người muốn mình làm video thử thách hay hướng dẫn gì thì nhớ bình luận ở dưới video nhé. Chứ mình cũng không biết hướng dẫn gì nữa. À mà mình có cái bẫy rết xịn xò lắm, học lõm được từ mấy ông nước ngoài. Khi nào mình sẽ hướng dẫn làm nha. Nó vừa tốn ít tài nguyên, vừa dễ làm nữa. Má nó, chiếu trời tối chuẩn bị đi ngủ thì chúa tể cắn bẩn ra táp. May là hổng có sao he he he. Bung vào trong góc lát để giết con alo sau rớt. Hên thật, đúng chỗ góc lát thì gặp alo sau rớt. Mình sẽ quay một vòng cho các bạn xem cái góc lát siêu xịn xò con bò có 102 này nhé. Như các bạn đã thấy đó thì mình ở trong một tảng đá. Nó có cắn mòn răng thì cũng không chạm được vào tóc của mình, cứ đứng trong này mà lả vào mồm nó thôi, khỏi lo nghĩ gì nhiều. Giết nó một cái là lên level 10 luôn, tuyệt với thật. Đúng là Phật độ mình rồi các bạn à. Giờ sẽ đi nhặt nốt để tăng level thôi. Đến tầm level 22 là đủ rồi. Mình sẽ cắt luôn video nhé. Lợi dụng còn X2 của nó thành X4 kinh nghiệm, mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ đi lo luôn để lấy cây cung. Giờ mình sẽ cho các bạn thấy từ LV10 lên LV22 mình phải 32 cái nốt mới lên được. Nếu là bình thường ở chế độ kia là LV38 rồi đó.
Tiếp đến mình sẽ đi làm nhiệm vụ săn cá piranha để lấy X10. Sau đó sẽ là công cuộc chuẩn bị bắt T-Rex. Mình cũng đã tiêu được một con rồi, giờ chỉ cần chuẩn bị một con cá, hai con cá, ba con cá rồi bốn con cá. Mọi thứ có vẻ dễ dàng hơn khi mình có cây cung này cộng một chút level. Bây giờ việc tiếp theo mình cần làm là bắt một con tri ke để farm trai đen chuẩn bị cho công cuộc thế kỷ. Đó chính là bắt T-Rex. Sau khi lấy được X10 thì mình đã tiêu được một em tri ke level 30 gần khu này. Quá ngon luôn, bởi mình chỉ cần level thấp để farm trái đen thôi. Level thấp bắt cho nhanh chứ level cao phí X10 lắm. Bắn có hai cái mà đã xỉu rồi. Đúng là cung tên xịn sò có khác. Giờ vác nó đi farm tầm hơn 500 trái đen rồi về chuẩn bị đồ làm bẫy đi bắt T-Rex. Phải ngủ một giấc cho trời nó sáng sáng chút rồi mới dám đi. Tối thui đi dễ hẹo lắm. Không biết mọi người nghĩ sao chứ mình là mình lại thấy dễ rồi đấy. Đùa thôi chứ thật ra cái level nó vẫn khá là khoai. Farm chật cả người con tri ke luôn. Lấy trái đen ra và chế na co tích rồi sau đó làm tên gây mê. Mình sẽ cắt đoạn đợi nó chế đồ với làm bẫy đi nhé. 147 cái tên gây mê kết hợp với cung tịnh sò con bò trả nhẽ lại không bắn gục được con rết level 200. Con rết mà mình bảo đây nè. Bây giờ sẽ bẫy nó. Cơ mà cái bẫy bằng gỗ nó cắn một tí thì nát. Nhưng mà mình chủ yếu cộng tốc chạy với thể lực lên hít èn răng mượt lắm, méo có ngán bố con thằng rết nào đâu. Cái bẫy bằng gỗ để tôi chút thời gian thôi. Có level thì sẽ dùng bẫy bằng đá cho nó cắn mòn răng cục. Bắn nó gần chết mới xỉu. Phút này là phải lưu lại gấp, không sợ có con gì ra cắn chết rết. Cái tầm tô cô như này thì đợi nó tự xỉu được. Cố bắn là có khi chết luôn con rết. Cố quá thành quá cố thì bỏ mợ. Nó xỉu rồi thì nhồi X10 vào mồm nó thôi. Khi bắt nó mọi người nên sử dụng thịt đùi để bắt cho nhanh. Chứ thịt thường đợi đến mòn răng. Cắn như này thì sớm muộn gì cũng lên được level 30 sớm thôi. Giờ đem nó về chuẩn bị ít đồ ăn với đợi trời sáng rồi bắt đầu cuộc hành trình đi tới đỉnh cao. Lên luôn level 24 rồi này. Mẹ cái con đĩ lợn cắn bẩn cá sấu. May là mình có lưu lại rồi không thì toang. Nó đến bất ngờ quá. Cái này mình chết cũng nhiều phết đấy, nhưng mà mình lưu hết lại rồi. Cứ đi được một đoạn lại lưu lên cũng không sợ chết lắm he he he. Cái tầm này thì mình chỉ ngán mỗi Titan với di găng thôi. Mấy con như bờ ron to thì cứ xài cái ống nhòm. Cắn cái rồi nhòm cái rồi lại cắn cái nhòm cái là có 40.000 máu thì cũng tục nhanh chóng. Có con rết này đi up level công nhận sướng. Không sợ bị con gì giết, bởi mình ở trên cao vải cả chưởng. Đồ sức cả cái đảo ăn cỏ này xong rồi mới sang đồ sát đảo ăn thịt. Thú bên đảo ăn thịt sẽ cho nhiều kinh nghiệm hơn. Rết cũng lên được mấy level. Giờ sẽ qua bên đảo ăn thịt đồ sát sinh linh. Trên đảo ăn thịt có 4 cái nóc, mình sẽ tận dụng từng cái một để ít 4 kinh nghiệm rồi farm. Bên đảo ăn cỏ cày mặt ra mà được có 1 level. Hãy cùng xem sự khác bọt của bên đảo ăn thịt nhé. Bọn trên đảo ăn thịt này nó chết còn cho đồ nữa, lên farm bên này là vừa farm đồ, vừa up level luôn. Như mọi khi tầm này thì mình cũng khá là cạn văn rồi. Vậy nên mọi người cảm nhận âm nhạc nhé. Nhớ để lại bình luận cho giọng mới này he he.
lên được tận LV30 ngon thật. Video đến đây là kết thúc rồi, tập 3 có nhiều bất ngờ lắm, các bạn nhớ đón xem nha. Hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo. Bye bye and see you again.